Đoạn video cho thấy một chiếc xe cứu thương cũ kỹ chạy ra khỏi bệnh viện. Khi xe rẽ, tài xế tăng tốc khiến cửa xe cấp cứu bị bung ra, một thi thể và cánh cửa xe bị văng ra ngoài. Không rõ có bao nhiêu thi thể được chất lên xe cứu thương tại thời điểm xảy ra sự cố. Ngay lập tức, một số người có mặt tại hiện trường liền chạy tới và tức giận, chỉ trích cách làm việc của bệnh viện. Theo nhiều người nhà bệnh nhân, bệnh viện đã không kịp thời bàn giao thi thể người thân, thậm chí có khi không thông báo việc bệnh nhân đã tử vong cho gia đình. Cho tới lúc này, hệ thống y tế tại Ấn Độ đang trên đà sụp đổ bởi sự quá tải mà đại dịch Covid-19 đem lại. Những tiêu đề thiếu giường bệnh, không đủ nhân viên y tế, oxy và thuốc men tràn ngập trên các phương tiện truyền thông lớn của Ấn Độ trong những ngày vừa qua.